cháu bảo nó làm cho cô thì suốt cả thời gian như thế. Nói chung là cô lúc nào cũng bảo tôi bảo làm cho cô vì theo dõi từ đầu rồi. Thế nói chung là nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là vui vẻ, mà nó rất là tận tình với cô. Nói chung là cô rất là quý nó. Đấy, nếu mà nói về gọi bác sĩ Bảo thế nhưng mà rất là quý. Phải nói là tôi rất cảm ơn cái đội ngũ bác sĩ ở nha khoa Intech Lạc Việt. Họ đã tái sinh lại hàm răng cho tôi, nhất là bác sĩ Bảo, người trực tiếp điều trị cho tôi. Bác sĩ nói cái gì mà bác sĩ nói từ đầu đã tin tưởng rồi. Từ đầu lúc tư vấn tôi đã tin tưởng rồi. Không ngờ lại có nhiều bệnh nhân nói về mình như vậy. Vậy thì khi xem được những clip này thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Về cảm xúc bây giờ thì thứ nhất, bác sĩ cảm giác rất là vui và hạnh phúc. Hạnh phúc vì được nghe những cái lời chia sẻ thật tâm của các cái khách hàng mà đã được bác sĩ Bảo điều trị. Thứ hai là bác sĩ Bảo cảm giác rất là tự hào. Tự hào vì mình được cống hiến cho đời, tự hào vì mình đã không hối hận khi đi theo cái ngành y, và tự hào mình là một phần của nha khoa Lạc Việt Intech, được làm việc, được cống hiến. Vậy thì trong quá trình làm nghề, anh có kỷ niệm nào với bệnh nhân mà anh cảm thấy ấn tượng nhất không ạ? Để nói về một ca ấn tượng nhất, chắc là ca của chú Trần Văn Bình. Chú Trần Văn Bình đến với bác sĩ Bảo khi đã thăm khám ở rất là nhiều nha khoa khác nhau. Chú gặp một cái tình trạng đó là răng lung lay rất là nhiều, mang một cái hàm giả tháo lắp đã được 5 năm. Kết hợp với chú gặp một cái tình trạng là chú hút thuốc rất là nhiều và nhiều bệnh lý đường toàn thân, thì chú đã bị tiêu xương hàm trên rất là nặng. Chú đã đi khám ở rất là nhiều nha khoa khác nhau và đều được các bác sĩ từ chối, không thể cấy ghép implant hàm trên và bắt buộc phải đeo hàm giả tháo lắp. Và khi đến với bác sĩ Bảo, nghe được cái tâm sự của chú là chú muốn trồng implant để có một được khôi phục lại một cái hàm ăn nhai thật là tốt, thì bác sĩ Bảo là lên kế hoạch cho chú đó là phải ghép xương ở hàm trên trước, sau đấy sẽ thực hiện phương pháp trồng răng Odontophore 2 hàm, có nghĩa là đặt mỗi hàm 4 trụ implant. Và sau khi mà trong cái quá trình điều trị đặt cho chú 8 trụ implant ở cả hai hàm, thì chú Bình còn bị mắc cái bệnh đường toàn thân và không thể đến phòng khám điều trị trong một cái thời gian. Nhưng là rất là may mắn là cái bệnh toàn thân của chú đã ổn định và được bác sĩ Bảo hỏi thăm chăm sóc, thì chú đã quay lại và thực hiện phương pháp trồng răng implant cho mình. Và hiện tại thì chú Bình đã trồng răng implant xong, khôi phục lại toàn bộ đầy đủ 12 răng ở mỗi hàm. Và hiện tại thì chú sử dụng rất là tốt, ăn nhai rất là tốt. Hiện tại chú còn chia sẻ là chú tăng được rất là nhiều cân. Có thể thấy ngành y là một ngành rất đặc biệt đúng không ạ? Mỗi sự thay đổi của một khách hàng sẽ mang tới cho bác sĩ một cảm xúc khác nhau. Vậy thì trong quá trình làm nghề của mình thì anh có đúc rút ra được một kinh nghiệm hay là tôn chỉ làm việc nào không ạ? Về cái này thì bác sĩ Bảo thấy một câu nói của nhà triết giả La Fontaine rất là hay. Khi lửa cháy trong linh hồn con người thì không điều gì là không thể. Vì vậy trong công việc, bác sĩ Bảo luôn giữ được cái nhịp lửa của mình từ thời đang đi học hay là đang sinh viên của ngành y. Và từ đấy dốc hết sức vào từng ca lâm sàng, từng mỗi ca lâm sàng để mong rằng dựa trên cái sức của mình sẽ giúp các khách hàng, các người bệnh có được một kết quả điều trị cũng như là một quá trình điều trị là tốt nhất, là hoàn hảo nhất, an toàn và thẩm mỹ nhất. Từ khi bác sĩ Bảo quyết định theo ngành y cho đến khi lúc đi học sinh viên và cho đến khi ra trường và tại thời điểm hiện tại, tiếp nhận hàng chục nghìn ca bệnh nhân là khác nhau, thì bác sĩ Bảo vẫn luôn nhớ một câu mà các cô, thầy và các bậc giáo sư trong trường y đã chia sẻ, đó là góp chút nắng cho đời ấm áp, thêm việc thiện cho đời an nhiên và nỗ lực hết mình vì sự tin cậy của người bệnh. Vâng, tôi được biết rằng để có thể trực tiếp cấy ghép implant thì các bác sĩ implant đã phải trải qua một quá trình đào tạo rất là khắt khe. Bên cạnh việc tốt nghiệp chính quy chuyên khoa răng hàm mặt tại Đại học Y Hà Nội thì các bác sĩ cần phải có chứng chỉ hành nghề, có chứng chỉ cấy ghép implant. Vậy thì ngoài những chứng chỉ này ra thì bác sĩ có tâm đắc với một dự án nào của bác sĩ không ạ? Thực ra thì từ lúc là sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội, sau đấy thì ra làm nghề và theo cái chuyên ngành implant, bác sĩ Bảo đã học rất là nhiều cái dự thảo, ví dụ như là dự thảo về cấy ghép implant cơ bản ở Dentum ở Hàn Quốc, hay là dự án cấy ghép implant một thì ansep ở Thụy Điển. Thì bác sĩ Bảo cảm nhận rằng là tại điểm hiện tại, chắc là cái dự án mà bác sĩ Bảo tâm đắc nhất đó chính là dự án DCT được thực hiện tại nha khoa Lạc Việt Intech. Công nghệ DCT và bác sĩ Bảo và đội ngũ bác sĩ tại nha khoa Lạc Việt Intech đã đưa được một cái công nghệ từ nước ngoài về áp dụng cho Việt Nam và giúp các cái người bệnh, các cái khách hàng mất răng tại Việt Nam được sử dụng và được trải nghiệm các cái công nghệ của nước ngoài, và từ đó nâng cao cái tỷ lệ thành công của đặt chân trụ implant, và cũng như là nâng cao cái trải nghiệm của khách hàng khi mà chúng ta thực hiện quá trình đặt chân trụ implant đến lúc mà chúng ta có một cái răng nó an toàn, nó bền vững và nó đạt được cái thẩm mỹ rất là tốt. Vậy bác sĩ có lời nào muốn nhắn nhủ tới các khách hàng của mình không ạ?
về những lời nhắn nhủ thì lời đầu tiên bác sĩ bảo xin cảm ơn tất cả các khách hàng của bác sĩ Bảo nói riêng, tất cả các khách hàng của nha khoa Lạc Việt Intex nói chung. Cảm ơn các khách hàng đã tin tưởng, trao niềm tin cho đội ngũ bác sĩ tại nha khoa Lạc Việt Intex. Thứ hai là lời nhắn cho tất cả mọi người trên cộng đồng Việt Nam là chúng ta hãy vệ sinh răng miệng, tái khám, kiểm tra răng định kỳ thật tốt để giữ lại những chiếc răng thật của mình, vì răng thật vẫn là tốt nhất. Nhưng nếu không may chúng ta đã mất đi những chiếc răng thật như thế thì hãy đến các cái cơ sở nha khoa uy tín để được khám, để được các bác sĩ tư vấn và lên một cái kế hoạch điều trị để tránh được cái những cái tình trạng mà xô lệch hàm hay là trồi răng, lọc lệch răng do cái tình trạng mất răng đem lại. Ta hãy giải quyết vấn đề khi mà nó còn đơn giản và để đạt được một cái hiệu quả kinh tế cũng như là một chất lượng trồng lại răng tốt nhất. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ và hy vọng rằng trong tương lai thì ngày càng có nhiều hơn nữa những nụ cười được kiến tạo dưới bàn tay vàng của bác sĩ ạ. Xin cảm ơn bác sĩ.